Nhá, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui gặp lại mọi người. Chúc mọi người rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em hãy like, subscribe, chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh để chuông thông báo nhận video mới từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước đầu khi bắt đầu video này, chúc anh em một buổi tối mát mẻ nha. Ăn cơm uống miệng và xem video mình chắc vui vẻ thoải mái nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, thì tối nay thì chúng ta sẽ lại đi đại chiến Champion. Đầu tiên thì một sự chuyển hội team, mình tính chuyển Vitaly qua cháu Lucan Rock. Nhưng mà hiện giờ thì mình không đủ skin anh em. Không đủ bộ đá truyền nên là chưa chuyển được. Thế tạm giờ sẽ cho cháu Lucan Rock ở sau. Từ từ sẽ leo lên team anh em, bởi vì nó có một skill khá là ngon nên mình cho nó lên team. Nói chung sẽ cố gắng cho nó lên team sớm nhất có thể. Ok, này thì mình sẽ chuyển Aces sang hệ thép. Tối nay sẽ đi vào hàng Aces hệ thép một hôm xem sao anh em. Đó, ok, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chú, 8m2 luôn. 610. Rê tin đầu tiên của bạn ấy là 2 triệu dưới ẩm được chiến. Ok. Quên mất trong bán này mình cho anh ra mang quả berry anh em. Đấy, quên chỉ kiểm tra. Ok, đối thủ đã chịu thua. Chúng ta đến với trận tiếp theo. Wow. Nên giảm nhẹ speed ở bạn số nào. Ok. Hút đơn thể nhẹ cái. Văng kêu anh em. Tiếp tục. Xô làm gì. Rồi, tình huống bắt buộc thôi. Đây chúng ta sẽ bắt cháu Son Galeo. Chú đã thốn rồi anh em, bắt hụt thôn Son rồi. Tình thế có vẻ bị đảo ngược rồi. Son khá đánh át khỉ khá là đau. May quá, át khỉ cũng ổn hơn rồi. Ôi. Vừa nó ổn xong anh em. Ăn một kill nhớ đời. Đầy máu và nước mắt, nhớ đời luôn anh em. Hạ Son luôn. Ok. Trận này nói chung là không thể nào thắng được rồi anh em. Chúng ta sẽ chơi thật trận chiến đấu ngoan cuồng, ngoan cố rồi, chiến đấu không thể nào thắng được rồi anh em. Nhìn là thấy. Ok, team cuối của đội bạn này sẽ cũng ngang tầm, ngang ngửa 2 triệu mấy đây anh em. Chứ không phải là đùa đâu. Biết ngay mà team gì đây. Úi dồi, chơi gặp đúng ngay team nham cuối anh em. Đau răng gớm. Ok, mình sẽ chịu thua luôn. Dù sao không thắng được. Vừa vào đầu trận đã bị thua rồi anh em. Buồn ghê. Ok, sẽ chuyển đổi lại team một tí anh em. Rồi bố trí mang theo quả berry. Ok. Mà tất cả mang theo quả này đi anh em. Mang qua quả nhẹ này cũng ok rồi. Bắt đầu thôi. Vừa chào buổi tối đã mất ngay 15 điểm rồi anh em. Mình đang bảo tối nay liệu không biết còn giữ nổi được 800 điểm không. Ôi trời ơi. Không còn từ gì để nói đấy anh em. Không biết nói là tại sao, tại ai hay là vì ai nữa.
Ok, thua luôn, trừ 15 điểm. Không lý do. Lag. Ok, trận tiếp theo anh em. Mùa này đánh khá là đen. Rồi, ok, được 20 điểm đầu tiên. Chúng ta được 20 điểm đầu tiên về đội anh em. Ra trận nào. Ok, đội bạn đã chịu thua, chúng ta đến trận tiếp theo. Chắc team bạn cũng chịu thua lốt. Ok, chúng ta được 20 điểm đầu tiên. Trận tiếp theo. Trận số 3 và trận số 4 anh em. Và nghe đồn bảo cũng 11 đã có 3 anh em đạt được 10 triệu điểm lực chiến tổng team anh em. Đấy, thông tin thì chính xác hay không thì mình chưa xác định, nhưng mà đang nghe thông tin này anh em. Đó, đang cường có thông tin nào đã có 3 anh em đạt được tổng 10 mét lực chiến. Vụ dô tôm mình nó không bỏ qua và mình bị sai lầm ở vụ dô tôm anh em. Giờ nghĩ lại mình đã khá là sai lầm ở vụ dô tôm. Ở cu 2 ê, hàng này mình quen mà. Thôi đánh ngay anh thôi, đừng ra tay mà không thương tiếc rồi anh em. U20cm này mình nhớ mình đã từng review một lần luôn rồi anh em, nào nhớ không? Mà nếu mà như là anh em nào đã xem kênh mình đã từng review thì mình anh em này nhớ nào, này mình từng review một lần rồi mà sao lại làm như vậy. Ok, chúng ta chịu thua rồi anh em. Lại 15 điểm ra đi. Đấy, không biết là tối nay còn có giữ được 800 điểm tích điểm không anh em. Đó, tiện mình cũng đang vừa mới xài cái ứng dụng quay mới à, chất lượng là 1080. Đó thì anh em xem thế nào chưa, thì mình mới dùng chưa quen, nó hơi bị lag, hơi bị mờ tí. Công nhận cũng có, mình xem lại cũng có thật. Bây giờ thì có vẻ đỡ hơn nhiều. Đây, anh em xem có gì à, cho mình xin ít bình luận. 619, 8, 7, 10 triệu điểm lực chiến. Buồn quá thôi, gặp toàn top cái này đánh sao nổi trời. Chết giả, cái này phải điện báo bên Bina Game chứ, bên ok chứ, sắp xếp team của này anh em sao giao chiến. Ui dồi ôi, 4m3 anh em. Ok, chúng ta chịu thua thôi, đằng nào đánh cũng vậy đâu mà 4m3 sao không đánh. 2m6. Ok, team gì đây? Rồi, giai câu nó giảm speed cả đội. Rồi, xong. Đi ngủ luôn. Dài câu này. Tự bút lên em ơi. Ném xiềng xích ra. Ti luôn anh em. Ti luôn. Rồi, một cháu Latias chuẩn bị đi. Ok, chuẩn bị tạm biệt Latias rồi. Rồi, ôi dồi ôi. Cố gắng bắt tìm bạn thôi, biết sao giờ anh em. Rồi, giờ bút tăng đam, tăng deep lên. Anh em từ từ nha, nhắn tin từ từ, thì mình sẽ mình check tin nhắn sau. Đang PK, đang nóng hổi, đang thổi phổ tay lên. Anh em bình tĩnh. Rồi, cảm ơn đội bạn nha. Đấy, cảm ơn vì cú đánh vừa rồi. Mình thực ra mình chờ đợi cơ hội để cho Rocket Mew có khả năng ulti nãy giờ rồi.
và cũng không phụ thuộc, không phụ lòng mình lắm. Cảm ơn đội bạn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn nha. Chúng ta vẫn sẽ ulti. Đối thủ chịu thua, ngon quá anh em. Đào tiền nữa chưa biết ai thắng ai thua, nhưng mà dù sao đối thủ chịu thua cũng ngon hơn. Ui giời ơi. Không sao, gặp team nham đi. Ui giời. Gặp cái team như này nữa thôi chứ sao đánh. À đây, lại quên không ném quả ấy ra anh em, quả berry ra. Rồi, add finger lên. Một hit. Nói chung bị BR đội bạn vá hết chết hết giờ mà cũng chả còn đâu anh em. Ném điện tiếp. Tiếp tục. Cắn nhẹ cái rồi add finger đá cái nào. Ok, bắt đầu bắt Red Room bằng những cú đấm. Nói chung trận này mình không trả bao giờ chắc nắm chắc chắn là trận thắng thôi anh em. Đây là mình kia mình sẽ chịu thua cho đỡ tốn thời gian, đằng nào đánh nó chỉ tốn thời gian nó chứ chả được cái gì. Ok, còn 5 ván nữa. Rồi lại gặp náo ra. Hôm qua mình nhớ mình sắp tìm như nó bị nịch với náo ra, nhưng mà mình sắp tìm chuẩn là ăn được, mình nhớ không nhầm là vậy. Không biết làm em tìm mình sắp chuẩn chưa. Hôm nay gặp náo ra mình sẽ sắp lại tìm gì, vì có gì tí gặp lại bạn ấy có gì nhằm PK đấm nhau cho nó vui. Ok anh em từ từ nha, mình sẽ check tin nhắn sau. Ok, cặp Black Valkyrie đầu tiên. Đây, đúng trận hôm qua rồi. Đấy, chưa đánh được thì nào nên đập thôi anh em. Bụt tăng deep ARM lên. Vùng cửa nửa xuống. À quên hệ điện chứ mình ngốc rồi. Nên vùng cửa hệ điện xuống thì ngon hơn. Ok, lần vá số 2. Ok, hồi máu lên. Bắt từng cháu một anh em. Đầu tiên là cháu Black Kyurem. Tiếp theo đến White Kyurem nào. Ok, đối thủ đã chịu thua. Đây đến trận số 2. Công nhận qua mình thua là ở đây đúng rồi. Đây team nham đây. Đúng rồi, mình bị thua trận này. Ok, tới trận sau luôn. Trận sau không nhầm team hồn này. Trận này gặp team hồn này. Qua mình đánh náo này mình gặp một lần mình nhớ. Ok, lần này gặp team hồn. À, gặp team bay mình cũng quên mất anh em. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có một màn đổi gió nhẹ nhàng một tí.
đóng băng DNC lại, ulti Aces cho nó rực rỡ anh em. Đó, sau đó là bây giờ mới hút DNC phát nữa. Ok, tiếp theo đến trận tiếp theo luôn anh em. Một mét mốt, trận này bao win rồi. Bây giờ chỉ trừ khi đội đấy, chỉ trừ khi đối thủ đánh nhây được anh em, chứ đâu trận thì bao win rồi. Chúng ta còn 3 trận nữa. Ok, chúng ta 820 điểm rồi anh em. Mong sao tối nay sẽ lên được trên 800 tí, chứ còn rớt xuống đâu quá. Khá là đau thương rồi đây anh em. Chiến đấu ngoan cố rồi, biết sao giờ. Build lên. Rồi ok. Nhanh nào đội bạn, nhanh nào. Làm việc tinh thần có trách nhiệm tí coi. Tốc độ lên nào. Tí luôn. Ok. Tiếp theo bắt PR luôn anh em. Bắt PR luôn. Đó, tiếp theo bắt PR luôn. Bút đóng băng lên. Thôi xong đời mình rồi anh em ơi. Đúng rồi, bút chiến lên, đúng rồi, tăng đi ARM lên, đúng lúc lắm. Hay chả đau răng đấy. Cái này là còn buồn không em đây. Đây chính là cái câu mà hay nói là còn buồn không em. Sao đêm về lại thấy một mình nè loi rồi đây, nên gọi là hai đứa mà cũng nên nói nè loi anh em. Ok, là chịu thua thôi. Đùa đùa thua team 6 triệu anh em. Để team sau bạn ấy mà được chiến cao nữa lại. Đùa đùa thua thật đấy chứ. Nhưng team này gần 3 triệu team sau. Why? Ngon vậy, sao mà lại có khả năng mà team 6 triệu ăn team 8 triệu mà một cách nó ngon lành mà rẻ tiền thế này nhỉ? Chuyện đùa như thật anh em. Chúng ta sẽ ra tabu chưa? Ấy, quên, bút nên gì? Rồi lỡ rồi anh em, lỡ rồi thì bút thôi. Đấy, vàng một kill trước. Ném xích ra. Ok, tự bút khiên lên thôi. Đó, cứ no bút khiên lên như thế thôi. Rồi, tăng deep ARM lên. Tăng deep ARM toàn team lên nào. Ok, chúng ta đã mất đi cháu Latias rồi anh em. Bút nhẹ phát nữa. Một kill hệ bay tung ra. Một kill hệ bay tung ra. Quang kill hệ siêu. Quang kill hệ siêu. Khả năng thắng mình cũng khá là thấp anh em. Ở trận này khả năng thắng cũng khá là thấp. Ok, chúng ta đánh cố gắng chiến đấu ngoan cường thôi. Cố gắng nhận danh hiệu chiến đấu ngoan cố thôi. Ok, bút lên anh em. Không vội cho Aces nu ra ulti vội.
Rồi, rồi cho cháu rồi cho nó ra được ulti đầu tiên. Đọc kẹp buffet ở ulti rồi anh em. Team bạn cũng có vẻ giảm lượng HP xuống khá là đau. Ok, lần này sẽ được đến lượt Nuza bên mình và ulti. Rồi ulti Nuza. Đúng rồi, hay lắm. Hay chất ulti thằng Nuza mình luôn à. Rồi, một lượt ulti nữa chỉ bị được nhận, mình chấp nhận một lượt ulti mới. Tiếp tục là nên Nuza của mình. Ok, bên đội bạn đã bị hạ một cháu, chuẩn bị rocket buffet được ulti lần 2. Mục tiêu lần này mình sẽ xuống hạ cháu Aesir đi anh em, tung máu ra. Bút tăng khiên lên đây anh em, đó tăng deep ARM lên. Rồi ok. Cũng được thôi, ulti thêm tập 2, chả có gì cả. Đấy, đội thủ đã chịu thua anh em, mình tưởng còn nhây nhảy nụa tí. Và trận cuối cùng đã đến, mình gấp đôi hẳn lực chiến đội bạn luôn. Dù rằng team bạn có là team gì đi chăng nữa thì gấp đôi lực chiến thì cứ đấm thôi. Công việc của chúng ta đó là ăn và đấm thôi anh em. Đó. Công việc của chúng ta đó là ăn và đấm, hút đơn thẻ cái cho nó vui. Đấy. Phang kêu nhẹ. Mở Lucario đánh được không? Đánh được không nói biết, để cái đường này. À, mở Lucario đánh được nha mọi người. Mở Lucario đánh được nha. Đó, mở Lucario đánh được nha. Đấy. Cú đấm cuối cùng của ác khỉ trong trận. Win. 18 điểm ngọt ngào. Ok. Một buổi tối khá là ngọt ngào anh em. Tôi đã đánh có vẻ rất là vui và hên. Chúng ta còn 2 lượt nữa, 821, mong sao trên nhoi lên được tí nữa. Rồi ok, mong sao cũng đầu cầu được thấy anh em, chúng ta sẽ nhoi lên được trên cao một tí chứ không phải dưới thấp quá. Anh em từ từ inbox sau. Ra trận nào. Ồ, trận đầu tiên gặp team này 2 triệu à. Càng ấy hề. Bắt PR đầu tiên 2 triệu 3. Bắt PR đầu tiên anh em. Một đập à, chúng ta vẫn sẽ cố gắng bắt PR đầu tiên thôi. Rồi lại bị rơi anh em, đừng inbox tầm này được không? Mai mọi người nhớ nha, tầm này mình hay quay video, anh em đừng inbox tầm này nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nghĩ sao nó chui xuống đất rồi còn ulti nó nữa, phí ulti ghê. Chế độ bị tự, chế độ tự treo anh em ở đây, đánh cha mày bị chế độ tự treo nha. Đánh khá là phấn nộ luôn á, thật sự mình đánh cái chế độ tự treo này đánh phấn nộ thôi rồi luôn. Đó. Nghĩ sao trời, bực mình không? Phí cả lượt đánh đấy chứ. Rồi trận này không thua cũng thành thua thôi. Ok, là chịu thua cho nhanh. Tiếp tục trận tiếp theo có không? Hay là ra ngoài luôn? Ok, có trận tiếp theo anh em. Đầu tiên bạn đâu ra đây? Wow! Black White Q-Ram, Black Q-Ram thôi anh em nha. À đây White Q-Ram chứ. Con này con White chứ. Mình nhìn nhầm. White Q-Ram thôi anh em. White Q-Ram luôn chứ không phải đùa đâu. Ok, một kim lại bay được bá ra.
Tiếp tục một kiểu hiện rồng tung ra anh em. Bút tăng điểm ARM lên, team bạn đánh khá nhây nhỉ, bạn này đánh thích đánh nhây rồi đấy. Đúng rồi các bạn em. Bắt con này cho nó nhanh anh em. Bắt cháu YQRM cho nhanh. Rồi, team bạn đã ulti đến lượt mình. Xong lần này sẽ đến lần bên mình ulti đây. Mình sẽ bút lên. Ok. Đấy. Đùa. Làm gì được. Làm đi. Ngon. Ulti chỉ mất cái khiên anh em. Khỏe. Ok, ta đến với trận tiếp theo. Trận cuối cùng. Ơi, không biết team bạn sẽ chơi team gì. Build team đầu thì khỏe chết người. Ôi, gặp đồng môn anh em. Đấy, chạm ad finger là ad finger thật giả nhá. Mình thực con mình không quan tâm, mình chỉ đấm mấy con không cần thiết này đã. Đi đấm mấy con không cần thiết này anh em mà cũng không cần biết này trước. Ok. Một đấm đầu tiên. Rồi, đội bạn đã có người làm xuống. Ác khi làm gì thì đấm đi, đấm đi ai, đấm đi nào. Đấy, đấm tay đôi luôn anh em, sợ gì. Đấm tay đôi luôn chứ sợ gì. Acer này, rồi làm gì đi Acer. Tạm biệt Acer. Ok, chúng ta đã có một trận win tiếp theo. Giờ thì đến với trận cuối cùng nào cả nhà. Trận cuối cùng của tối nay. Không biết là có win. Ô ngon, thế là tối nay đã đạt được 589 à, ngon anh em. Là bạn lúc nãy. Đây là cái bạn lúc nãy anh em. Chúng ta sẽ chịu thua trận đầu luôn. Về đến với trận sai luôn cho nhanh. Không biết là team bạn này có đầu hàng không, hay là đánh dây nhuộm với nhau nữa đừng biết. Ok, lần này mình sẽ đánh khác lần nãy. Rồi ok, chịu thua luôn à. Giờ đến với trận cuối luôn. Biết thế gặp được bạn này ngon ngon. Gặp được chục trận nãy giờ thì có vẻ phê hơn rồi anh em. Ok. Cho ác khi đấm mù mịt này anh em. Không quan tâm đấm ai được, móc ai cũng được. Cho đánh mù mịt này luôn. Đấy, giờ chơi kiểu đánh mù mịt thế này thôi anh em. Đấm mù mịt luôn. Rồi ok, tiếp tục cụ đấm tiếp theo. Cũng phải chịu thua, mình tưởng không chịu thua. Đánh những kiểu thế nữa. Thắng không được thôi thua đi, nhưng cố làm gì cũng biết. Ok, thế là chúng ta tối nay cũng đã được 857 điểm anh em, hơn hôm qua rất là nhiều. Đấy, giờ thì vượt pet đồ về 857 điểm thì hôm nay mình sẽ đứng ở bao nhiêu đây? Top 4 anh em. Nào, có đánh thêm nữa thì 857 mình vẫn đang đứng ở top 4 đây. Ok. Giờ ta sẽ điểm qua xem nào, nghe tin đồn có tổng team lên đến 10 triệu điểm mực chiến. Không biết là đúng hay sai nhưng mình nghe được tin này mới hôm nay. Ở đây tẩy ra số tầm 1 triệu nhiều đây, 7 triệu này. 7 triệu. Rồi đây anh em. Bạn này là bạn đã sở hữu cháu Raikara đây, 10 triệu đồng chiến đầu tiên. Bin cũng không có điểm đồng chiến cao. Ok, mình chỉ thấy có mỗi bác 10 triệu thôi, có một bạn thôi. Đâu anh em thảo đâu mình không biết. Ôi, nhưng tình hình champion tối nay thì khá là êm rồi anh em. Giờ thì chúng ta sẽ đi mở quà một xíu nha. Xem tối nay có mở ra cái quà hên gì không.
Mã số sáng. Ok. Thôi video tối nay của mình thì chắc cũng kết thúc đây thôi. Có gì hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Bye bye. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ mát mẻ nhá. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người video tiếp theo.